Tôi xin được bắt đầu luôn là cái phần hôm nay là hướng dẫn sử dụng chế phẩm huyết tương. Thế thì với hướng dẫn sử dụng chế phẩm huyết tương này thì thực ra là chúng ta cũng đã biết từ trước rồi. Chúng ta đã học từ trước rồi. Đây là chỉ là cái phần gọi là tổng kết lại một chút thôi. Thì chúng ta biết là cái một cái đơn vị máu mà gọi là lấy máu toàn phần đấy. Sau khi mà mình lấy của người cho máu xong và mình để thì nó sẽ lắng lại thành các phần như này, cái phần đầu tiên, phần dưới cùng là có hồng cầu và trong đó thì có chứa các sắc tố. Đến phần thứ hai rất là mỏng ở đây ạ, hay còn gọi là lớp Buffy coat. Thì cái Buffy coat này thì nó sẽ chứa cái tiểu cầu và bạch cầu. Và phần thứ ba là phần trên cùng, chính là cái phần màu vàng, nó chính là các huyết tương. Thì trong đó, trong các cái thành phần này thì nó sẽ có các yếu tố đông máu, rồi các chất điện giải, albumin, globulin, rồi lipid, đường vân vân. Và thậm chí là có cả vi khuẩn nếu như mà cái người cho máu người ta đang có nhiễm trùng. Thế thì các cái thành phần này nó sẽ thay đổi theo cái thời gian bảo quản. Ở đây thì với hồng cầu, càng thời gian bảo quản càng dài thì nó sẽ có cái tình trạng là có thể biến dạng hay là vỡ hồng cầu. Còn đối với cái lớp Buffy coat này thì với cái thời gian bảo quản càng dài thì lập tức là các cái tiểu cầu và bạch cầu này nó sẽ chết và tạo thành gọi là các cái xác bạch cầu tiểu cầu. Và với các cái xác này thì nó sẽ dẫn đến là giảm pH của cái đơn vị máu đó, tăng các cái gốc tự do và một loạt các cái hoạt chất viêm được giải phóng ra là histamine, bradykinin, serotonin vân vân. Và đấy chính là những cái nguyên nhân dẫn đến chuyện là sốc khi mà mình truyền một cái đơn vị máu toàn phần. Đấy cũng chính là cái lý do tại sao mà người ta không khuyến khích truyền máu toàn phần, mà người ta yêu cầu là chúng ta sẽ phải loại bỏ cái lớp này ra khỏi các cái đơn vị máu để đảm bảo cái truyền máu an toàn. Thế thì với cái một cái đơn vị máu thì những cái thành phần nó sẽ có nhiều thành phần khác nhau, và có những cái thành phần cần thiết đối với người bệnh và thành phần không cần thiết với người bệnh, như là cái lớp Buffy coat mà chúng ta vừa đề cập đến. Và mỗi thành phần thì cần có cái điều kiện bảo quản khác nhau. Cho nên là sau đó nếu mà mình mà cứ để nguyên si cả một cái đơn vị như này thì những cái thành phần mà nó bị hủy sớm rồi ạ, nó sẽ ảnh hưởng đến những thành phần còn lại. Vì vậy đấy là cơ sở để chúng ta tách các cái thành phần máu cũng như là truyền máu từng phần theo nhu cầu của bệnh nhân. Và để cho cái truyền máu nó tránh được những cái rủi ro và tai biến không mong muốn, chúng ta cần phải có những cái chỉ định hợp lý cũng như là theo dõi chặt chẽ. Thì chúng ta nhìn lại các cái túi máu mà hiện tại chúng ta đang sử dụng, thì chúng ta có các cái túi theo một hệ thống kín để có thể sản xuất được luôn. Trước đây thì nó là một cái túi đơn, thì các bạn thấy là người ta sẽ quay ly tâm, rồi người ta thậm chí là sản xuất một cách thủ công là kẹp, đúng không ạ? Kẹp vuốt đẩy toàn bộ cái huyết tương sang bên kia, xong lại kẹp vuốt đẩy những cái phần Buffy coat sang bên kia để lấy tiểu cầu và giữ lại cái phần hồng cầu chẳng hạn. Thế thì bây giờ thì cái công đoạn đó chúng ta sẽ làm trong một hệ thống kín hoàn toàn. Thì kín như thế này thì sẽ tránh được cái nguy cơ nhiễm khuẩn vào cái bịch máu của chúng ta. Và chúng ta nhìn ở đây là với một đơn vị máu toàn phần thì chúng ta sẽ có được các cái chế phẩm hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu và chế phẩm huyết tương cũng như là các cái thành phần chiết tách từ huyết tương. Thế thì chế phẩm huyết tương ở đây chúng ta sẽ có khái niệm là huyết tương tươi đông lạnh là chính á, rồi huyết tương đông lạnh, tủ lạnh dầu yếu tố 8, cái này đánh sai thì các bạn sửa giúp cho tôi. Thứ hai nữa là các cái chế phẩm chiết tách từ huyết tương này nó sẽ gồm có cái dung dịch albumin, các yếu tố đông máu cũng như là các globulin miễn dịch. Thì cái phần này là những cái phần mà chúng ta đang chưa có những cái nhà máy sản xuất thực sự là có hiệu quả tại Việt Nam. Và đấy cũng là một trong các cái nguồn cơn mà chúng ta thấy là báo chí cũng có một đợt rầm rĩ lên là Việt Nam bán máu ra nước ngoài. Thực tế không phải là bán, đúng không ạ? Mà chúng ta lấy máu toàn phần xong, chúng ta sử dụng các cái thành phần hồng cầu, tiểu cầu rồi, thì đến cái lúc mà cái phần huyết tương này còn lại nó để lại quá nhiều vì chúng ta không sử dụng hết, thì khi đó chúng ta đã tách được những cái phần cần thiết ra rồi, các cái phần có thể, các cái phần còn lại chúng ta sẽ bán cho nước ngoài để tách, tạo ra những cái ví dụ như albumin chuyển cho bệnh nhân chẳng hạn. Hoặc là nếu chúng ta không tách, chúng ta chuyển nguyên cái phần huyết tương chưa tách đó và chúng ta có thể sản xuất các yếu tố đông máu cô đặc. Thế nhưng mà tuy nhiên là cái câu chuyện đó thì người dân người ta sẽ không hiểu, người ta sẽ nghĩ rằng là chúng ta lấy máu nhân đạo nhưng mà chúng ta lại đi bán cái thành phần máu. Thực tế là không phải như vậy đó, chúng ta đã sử dụng thành phần khác, còn cái thành phần này là thành phần thừa. Vì các bạn biết là cái lượng huyết tương mà bệnh nhân dùng nó không nhiều, cho nên càng ngày càng gọi là thừa cái lượng huyết tương trong kho,
Và viện huyết học thì cũng khá là đau đầu trong mỗi một lần mà cái lượng huyết tương này nó tồn tại nhiều quá. Thế thì hiện tại các cái chế phẩm huyết tương mà chúng ta đang sản xuất tại Việt Nam, nó sẽ có là huyết tương tươi đông lạnh. Cái từ tươi này được nhấn mạnh là vì sao? Là nó theo cái thời gian sản xuất của huyết tương. Còn huyết tương đông lạnh và cái phần tủ lạnh yếu tố 8. Với cái huyết tương tươi đông lạnh này thì chúng ta thấy là trên cái đơn vị máu là người ta với tiêu chuẩn của Việt Nam thì là điều chế từ máu toàn phần tươi dưới 18 giờ hoặc là gạn tách từ một người hiến máu. Tuy nhiên với tiêu chuẩn quốc tế thì cái thời gian này nó là từ 6 đến 8 giờ để bảo đảm có được tối đa các cái yếu tố đông máu còn lại trong cái huyết tương. Nhưng mà tại sao của Việt Nam lại đưa ra cái mốc này? Bởi vì là chúng ta thấy là các cái lịch đi hiến máu ấy ạ, nhiều khi là từ viện huyết học chạy lên tận Lạng Sơn hoặc là các cái nơi xa hơn nữa để lấy tổ chức buổi hiến máu thì không thể nào có được cái thời gian để sản xuất được đúng theo cái tiêu chuẩn của quốc tế, trừ khi là những người hiến máu đến tại viện huyết học hoặc là các cái điểm lấy lân cận viện huyết học. Chính vì vậy cho nên là cách đây cũng khá nhiều năm, được chắc có lẽ phải chục năm thì Việt Nam đưa ra cái tiêu chuẩn này. Nhưng mà dần dần tôi nghĩ là dần dần chúng ta sẽ phải hướng tới câu chuyện là chuẩn hóa theo đúng tiêu chuẩn quốc tế là từ 6 đến 8 giờ sau khi lấy được máu toàn phần ra để sản xuất huyết tương tươi đông lạnh. Và cái huyết tương tươi và huyết tương tươi đông lạnh là mình đã sản xuất được huyết tương rồi và sau đấy là mình làm đông lạnh ngay lập tức. Và với điều kiện là cái huyết tương tươi này đông lạnh này cũng phải được lấy từ cái máu toàn phần mà mới lấy, tức là trong vòng 6 đến 8 tiếng là tốt nhất, và đông lạnh nhanh ở nhiệt độ âm 25 độ C. Thế thì mỗi một cái thành phần của đơn vị huyết tương tươi đông lạnh này thì cái thể tích nó bao nhiêu? Nó khoảng tầm 200 đến 300 ml, chứa các cái protein huyết tương và các yếu tố đông máu. Và nó trong đó thì nó có một số yếu tố không bền vững. Chính vì vậy mà theo thời gian sau khoảng 6 đến 8 tiếng là bắt đầu các yếu tố đông máu này nó sẽ giảm đi mất rồi. Và cái việc mà mình sử dụng các yếu tố này để mà sản xuất ra tủa lạnh thì cái chất lượng tủa lạnh nó cũng sẽ không còn được tốt nữa. Nếu như thực sự là cái huyết tương tươi đông lạnh này mà được đông lạnh trong vòng từ 6 đến 8 giờ sau khi lấy máu thì đấy sẽ là nguyên liệu tốt nhất để điều chế tủa lạnh 6 yếu tố 8. Còn nếu mà với cái hiện tại chúng ta đang sử dụng là dưới 18 giờ thì cái nồng độ yếu tố 8 nó sẽ giảm bớt đi ít nhiều. Tuy nhiên là cũng có thể là do mình vẫn còn sử dụng được và cũng vẫn còn bảo đảm được độ yếu tố 8 nên là chúng ta vẫn đang để cái thời gian như vậy. Thế thì với một cái huyết tương thực sự là tươi đấy, thực sự là tươi thì tiêu chuẩn của nó là cái hàm lượng yếu tố 8 nó đang còn cao, tức là phải trên 0,7 đơn vị trên 1 ml. Rồi với các cái lượng protein cao, đặc biệt là hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu phải là thấp nhất có thể để tránh các cái thành phần này nó có nằm trong huyết tương. Và huyết tương tươi đông lạnh thì ở âm 25 hoặc lạnh hơn thì thông thường là người ta sẽ giữ trong 1 năm. Tuy nhiên là thầy giáo sư Phấn ấy, cũng đã có những cái nghiên cứu là thầy để huyết tương 10 năm luôn và thầy đem đến để định lượng lại các yếu tố, nhưng mà với điều kiện là huyết tương của thầy là tươi thực sự và để trong 10 năm khi định lượng lại thì các cái yếu tố đông máu nó vẫn còn được khoảng 30% so với lại cái mức bình thường, cũng có nghĩa là các cái tồn tại của các yếu tố nó rất lâu với cái nhiệt độ âm sâu. Và với cái huyết tương tươi đông lạnh này khi sử dụng thì chúng ta sẽ phá đông trong bánh Mary và với nước nhiệt độ ấm. Và sau khi phá đông xong, chúng ta sẽ cần bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ từ 2 đến 6 độ C. Đương nhiên là chúng ta sẽ phải dùng trong ngày rồi chứ chúng ta không 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 gọi là không 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 để tiếp được nữa nếu như mà trong trường không dùng. Thế còn một cái khái niệm thứ hai là huyết tương đông lạnh nhưng mà không có chữ tươi ở đây. Không có chữ tươi cũng có nghĩa là cái đơn vị máu chúng ta lấy đã bị quá mất cái 18 giờ theo chuẩn của Việt Nam rồi. Hoặc là cái phần huyết tương mà mình lấy xong tủ lạnh rồi, mình còn lại phần còn lại thì người ta vẫn gọi là huyết tương đông lạnh. Nó vẫn còn đầy đủ các cái thành phần của huyết tương. Tuy nhiên các yếu tố mà dễ hủy, yếu tố đông máu dễ hủy thì nó không còn hoặc còn rất là ít. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là các cái thành phần đó, với những thành phần đó thì chúng ta sẽ sử dụng huyết tương để làm cái mục đích gì? Tất cả các cái yếu tố đông máu thì đều, tôi xin nói tất cả các chế phẩm máu đều được sử dụng phải theo cái việc đầu tiên là mục đích truyền. Mình định truyền là vì sao? Ví dụ
bệnh nhân đang thiếu máu, thiếu hồng cầu mà đặc biệt là thiếu hồng cầu mãn tính, thì người ta sẽ truyền khối hồng cầu chứ người ta không truyền máu toàn phần. Ngược lại, ví dụ một số trường hợp đa chấn thương rất là cấp bách rồi mà trong kho của chúng ta không có đầy đủ chế phẩm thì chúng ta có thể truyền máu toàn phần, nhưng đấy vẫn là cái hạn chế tối đa chuyện truyền máu toàn phần, vì như tôi nói là các cái thành phần bạch cầu và tiểu cầu có thể gây phản ứng cho bệnh nhân. Như vậy là đầu tiên là mục đích là bệnh nhân thiếu gì, thứ hai là chỉ định của chúng ta có đúng hay không đúng. Chỉ định đúng ở đây còn bao gồm cả liều lượng có đúng hay không, chúng ta có truyền quá liều cho bệnh nhân hay không, hay là truyền quá ít cho bệnh nhân hay không, và cái chỉ định là nó đã thực sự là hợp lý trong cái lúc đó chưa, có cái gì thay thế hay không. Tôi lấy ví dụ như là hemophilia chẳng hạn, mình cần là cần yếu tố 8. Vậy thì nếu như có huyết tương thực sự là tươi, tức là lúc mà trong cơ sở điều kiện các bạn không có yếu tố 8, cũng không có tủ lạnh, mà huyết tương thực sự tươi thì chúng ta truyền cho bệnh nhân được. Nhưng nếu mà không có huyết tương tươi mà chúng ta cứ đem huyết tương thường mà chúng ta truyền cho bệnh nhân thì đấy là chỉ định hoàn toàn không hợp lý. Nó chỉ gây quá tải tuần hoàn chứ nó hoàn toàn không bù được yếu tố 8 cho bệnh nhân. Và cái việc truyền máu cũng như các đơn vị chế phẩm này thì luôn luôn phải có dựa theo các cái hướng dẫn văn bản được quy định của Bộ Y tế, cũng như là theo dõi nghiêm ngặt trong quá trình và sau quá trình truyền máu. Và đương nhiên là bệnh nhân sẽ cũng như gia đình cũng sẽ phải được thông báo giải thích cái quá trình truyền này, mục đích truyền là như thế nào. Và chỉ định điều trị với huyết tương tươi đông lạnh là gì? Tôi xin nhấn mạnh là chữ tươi ạ. Thì ở đây là sử dụng khi mà bệnh nhân có thiếu hụt các yếu tố đông máu gây ra chảy máu. Tôi lấy ví dụ như là bệnh nhân suy gan, hoặc là bệnh nhân đông máu nội mạch giải giáp, hoặc là cần bổ sung yếu tố đông máu trong sau phẫu thuật mà hoàn toàn không có thiếu hụt nghiêm trọng một số các cái yếu tố khác như là 5 hoặc là 8. Bởi vì sao? Bởi vì nếu ví dụ là bệnh nhân hemophili mà cần phẫu thuật thì chúng ta sẽ không dùng huyết tương tươi, đúng không ạ? Mặc dù là trong đấy nó vẫn còn có yếu tố 5 và 8 ấy, nhưng mà nó cái lượng nó không đủ. Mà lúc đấy hemophili mà để phẫu thuật thì bắt buộc chúng ta sẽ phải sử dụng tủ lạnh yếu tố 8 với hemophilia. Ngược lại, ở bệnh nhân hemophili B thì hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng huyết tương tươi đông lạnh được, bởi vì nó có đầy đủ các yếu tố mà chúng ta cần. Và chỉ định thứ hai, đấy là khi mà truyền máu khối lượng lớn cho bệnh nhân thì chúng ta sẽ phải bổ sung, khi mà truyền khối hồng cầu đấy ạ, truyền máu khối lượng lớn chúng ta sẽ phải bổ sung cùng lúc. Cái truyền máu này hoàn toàn có thể theo tỷ lệ. Tôi lấy ví dụ như là cứ 6 đơn vị khối hồng cầu thì cho 4 đơn vị huyết tương, hoặc là chúng ta sẽ theo tỷ lệ 1-1-1. 1-1-1 đây là gì ạ? Là 1 huyết tương, 1 hồng cầu, 1 tiểu cầu. Hoặc có thể theo tỷ lệ 1-2-1, tức là 1 huyết tương, 2 hồng cầu và 1 tiểu cầu. Hoặc là tỷ lệ 1-4-1, tức là 1 huyết tương, 4 hồng cầu và 1 tiểu cầu. Hoàn toàn phụ thuộc vào tình trạng của bệnh nhân lúc đó là thiếu cái gì nhiều nhất, chúng ta sẽ có thể bổ sung theo cái tỷ lệ đó. Thứ ba nữa là có thể chỉ định trong trường hợp là giảm áp lực keo thì chúng ta cũng có thể dùng huyết tương để một phần nào đó tăng cái áp lực keo lên cho bệnh nhân, hoặc là những cái bệnh nhân bỏng mất huyết tương rất là nhiều. Chỉ định điều trị thứ năm là chúng ta cần trao đổi huyết tương. Tôi lấy ví dụ như là ở những cái bệnh nhân đau tủy xương thì người ta gạn đi, nhưng mà có những cái bệnh nhân mà bị ngộ độc thì lúc đấy người ta lại phải trao đổi huyết tương, có nghĩa là bỏ bớt huyết tương này và thay bằng huyết tương khác. Người ta sẽ truyền hoặc là thay huyết tương trong cái trường hợp bệnh lý đặc biệt là ban xuất huyết giảm tiểu cầu tắc mạch, hay còn gọi là TTP. Và có thể trong một số các cái trường hợp, tôi lấy ví dụ như là bệnh nhân có albumin quá thấp mà mình không có được cái chế phẩm albumin, thậm chí là mua rất là đắt. Các bạn biết là một cái lọ albumin thì có khi là đến hàng triệu chẳng hạn, thì có thể trong trường hợp mà mình không có và bệnh nhân đang cần thì chúng ta có thể sử dụng huyết tương để bù lại cho bệnh nhân khi mà chưa có cái chế phẩm đặc hiệu thay thế. Nhưng mà tuy nhiên cái phần này nó không được khuyến khích nhiều, vì chúng ta luôn luôn phải chú ý đến cái lưu lượng tuần hoàn bệnh nhân. Nếu chúng ta truyền quá nhiều thì hoàn toàn có thể cái mục đích của chúng ta nâng albumin chưa đến, nhưng mà bệnh nhân đã bị quá tải tuần hoàn rồi, đặc biệt là những bệnh nhân suy tim chẳng hạn. Thì cái đấy là những cái lưu ý là hết sức cân nhắc. Thế trong cái chỉ định điều trị này thì ngoài ra người ta còn có chỉ định thêm với các chỉ, ngoài những cái chỉ định chính đó ra thì còn có chỉ định thêm là truyền trong những cái trường hợp như là các bệnh lý thiếu các yếu tố đông máu khác, nhưng mà trong đó lúc đấy không có chế phẩm thích hợp. Như tôi nói ban nãy là ví dụ như là thiếu yếu tố 8 bẩm sinh hemophilia, nhưng mà chưa có yếu tố 8 cô đặc mà chúng ta đang có huyết tương tươi thực sự
đây là phải nói tươi thực sự, thì chúng ta cũng có thể tạm truyền cho bệnh nhân. Còn nếu mà để mà nói là truyền thay thế thì là không đúng. Cho nên các bạn hết sức lưu ý cái chuyện này. Và huyết tương tươi đông lạnh vì nó có chứa nhiều các yếu tố đông máu bền vững, cho nên là mình hoàn toàn có thể là truyền trong trường hợp bệnh nhân thiếu yếu tố phụ thuộc vitamin K, rồi đông máu giải rác trong lòng mạch. Và các bạn lưu ý là không được khuyến cáo để bù thể tích tuần hoàn. Có nghĩa là trong trường hợp mất máu nhiều, cái này nó chỉ là một chế phẩm hỗ trợ với khối hồng cầu, chứ không phải là nó dùng thay thế để bù lại thể tích tuần hoàn. Và một cái chỉ định nữa cuối cùng, đấy là khi mà bệnh nhân sử dụng kháng vitamin K mà nó bị quá liều chẳng hạn, chúng ta hoàn toàn có thể dùng huyết tương tươi để cầm ngăn được cái tình trạng chảy máu của bệnh nhân. Và với liều ở đây là gì ạ? Người ta dùng liều 10-15mg trên 1kg cân nặng. Và các bạn lưu ý khi truyền huyết tương thì nó là protein lạ trong cơ thể, cho nên rất có thể gây ra tình trạng sốc cho bệnh nhân. Vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu chậm và truyền trong 15 phút đầu, theo dõi rất là sát. Và sau khi mà không có vấn đề xảy ra sau 15 phút đầu thì lúc đấy mới bắt đầu là chúng ta tăng cái tốc độ truyền lên, có thể đến 60 giọt một phút. Và cái bảo quản của cái huyết tương này thì chúng ta thấy cái thời hạn ở đây là nếu mà mình bảo quản từ -18 đến -25 độ C thì là dưới khoảng 1 năm. Mà còn nếu như mà âm sâu hơn nữa thì chúng ta có thể bảo quản được khoảng 24 tháng. Và khi mà đã giã đông rồi thì chúng ta sẽ phải để ở tủ mát thường trước khi mà truyền cho bệnh nhân. Và khi mà đã để tủ mát thường rồi, giã đông xong thì bắt buộc chúng ta sẽ phải sử dụng trong vòng dưới 6 giờ và truyền sau khi 15 phút đã thử test xong, chúng ta sẽ truyền nhanh để làm nào bảo đảm trong vòng 30 phút truyền được hết một đơn vị thì là tốt nhất cho bệnh nhân. Và nếu như trường hợp chưa sử dụng ngay đấy thì như tôi nói ban nãy là cố gắng tối đa trong vòng 24 giờ chứ không thể để hơn được nữa. Và cái đơn vị đã giã đông này thì không làm đông lại được. Thế cho nên là chúng ta sẽ phải hủy cái đơn vị đó đi. Tuyệt đối là không làm đông lạnh lại cái đơn vị huyết tương đã giã đông. Và tất cả những cái hoạt động truyền máu này chúng ta phải tuân theo cái thông tư 26 của Bộ Y tế. Và những cái này thì sẽ luôn luôn sẽ có quy định cập nhật về trong cái quy chế truyền máu. Các cái điểm lưu ý của thông tư 26 này đối với cái truyền huyết tương như thế nào? Thì các bạn nhìn thấy đây là nếu như với cái truyền các cái đơn vị máu thông thường là về khối hồng cầu ấy, thì người ta phải định nhóm AB0 bằng huyết thanh mẫu, hồng cầu mẫu. Nhưng mà tuy nhiên cái đơn vị huyết tương thì làm sao mà chúng ta làm được lấy đâu ra hồng cầu để làm huyết thanh mẫu đúng không ạ? Cho nên cái đơn vị huyết tương nó sẽ không thực hiện như thế này. Và lúc đó thì chúng ta sẽ phải xem lại là chúng ta chỉ định vào hồng cầu mẫu thôi. Và với truyền chế phẩm này thì chúng ta sẽ phải làm xét nghiệm giữa hồng huyết tương của cái đơn vị máu đó với hồng cầu của người nhận trong môi trường nước muối sinh lý ở 20-24 độ C để xem cái nó có cái bất thường về ngưng kết hay không. Và lựa chọn cái đơn vị máu chế phẩm hòa hợp nhóm máu AB0 thì các bạn nhìn thấy ở đây máu toàn phần và khối hồng cầu nó khác với lại bên truyền huyết tương đúng không ạ? Tức là nó sẽ trong cái tình trạng là gì ạ? Nó hơi ngược, nó ngược lại nhau. Tức là ở đây với khối hồng cầu thì nhóm zero chỉ được nhận của nhóm máu zero thôi, trong khi với huyết tương thì có thể được nhận tất cả các nhóm. Và đây ngược lại là người nhóm AB được nhận tất cả các cái đơn vị máu khác, nhưng mà đối với huyết tương thì nhóm AB chỉ được nhận của nhóm AB thôi. Và với cái nhóm AB này thì giống hệt máu toàn phần, bởi vì trong máu toàn phần nó có huyết tương cho nên nó sẽ yêu cầu rằng là với nhóm AB chỉ được nhận nhóm AB, và nhóm zero thì được nhận tất cả các cái đơn vị của các cái nhóm máu AB zero khác. Trong trường hợp cấp cứu thì huyết tương nhóm AB sẽ có thể dùng cho tất cả các người bệnh khác để trong trường hợp cấp cứu, cho nên là nhưng mà vẫn nên là thiếu nhóm nào bệnh nhân nhóm nào truyền nhóm đấy. Và có những cái trường hợp không phải là chế phẩm huyết tương nhưng nó có huyết tương ở trong cái đơn vị đó là chế phẩm tiểu cầu cũng như bạch cầu hạt, thì chúng ta lưu ý rằng là với những cái đơn vị mà chưa loại bỏ được huyết tương nguyên thủy thì chúng ta sẽ truyền theo đúng nhóm nào vào nhóm đấy. Chỉ trừ trường hợp cái đơn vị tiểu cầu bạch cầu đã loại bỏ được huyết tương nguyên thủy rồi, chúng ta mới có thể truyền thay nhóm như cái sơ đồ như thế này. Nó giống như là của
nhóm hồng cầu đấy. Cái đấy là những cái chúng ta hoàn toàn lưu ý là nó đã dính đến huyết tương, nó sẽ ngược lại với hồng cầu. Đấy là những cái phần mà quan trọng nhất để chia sẻ với các bạn về huyết tương. Thế thì các bạn có câu hỏi gì thì xin mời bắt đầu ạ. À, huyết tương nguyên thủy, bạn nói rằng là nhiều cô làm rõ huyết tương nguyên thủy, tức là huyết tương của chính cái người cho ấy ạ. Nhưng mà vì mình sản xuất khối tiểu cầu, khối bạch cầu đấy thì mình có thể bỏ loại bỏ huyết tương đấy ra và mình có thể thay thế bằng dung dịch nuôi dưỡng khác. Cô ơi, truyền huyết tương mà cũng chỉ truyền trong 30 phút đã, có nhanh quá không cô? Lúc hôm buổi hôm trước thì học truyền khối tiểu cầu thì em nghĩ là truyền tiểu cầu nhanh thì sợ tiểu cầu nó bị vón ấy. Nhưng mà truyền huyết tương mà cũng chỉ truyền trong 30 phút thì em sợ có truyền huyết tương nó hay có các cái diễn biến trong lúc truyền ấy, mà truyền nhanh quá thì Cái diễn biến đấy thông thường là mình sẽ theo dõi trong vòng 15 phút đầu. Nếu mà có sốc thì sẽ xảy ra trong vòng 15 phút đầu. Cái truyền trong 30 phút ở đây là mình bảo đảm cái đời sống của các cái yếu tố đông máu có trong cái huyết tương đấy nó được được bền vững và nó được truyền có tác dụng cho bệnh nhân. Còn nếu mình truyền chậm ấy thì cái thời gian nó lang thang ở bên ngoài nó hủy mất rồi. Thì lúc mình truyền cho bệnh nhân nó ít tác dụng. Đương nhiên là thế này, đương nhiên bạn sẽ phải theo dõi theo tình trạng chính của bệnh nhân. Tôi lấy ví dụ bệnh nhân có rối loạn đông máu như lại đang suy tim cả, thì chắc chắn bạn sẽ không thể nào truyền với cái tốc độ nhanh cho bệnh nhân được. Mình lại phải chấp nhận là cái hiệu quả của truyền huyết tương nó ít thôi. Và mình cố gắng sẽ dùng các cái thứ khác thay thế. Tôi lấy ví dụ như là vitamin K chẳng hạn. là nếu như lúc mình truyền huyết tương mà bệnh nhân có diễn biến ấy, mình phải dừng lại thì tối đa mình để được bao nhiêu lâu thì mình có truyền lại cho bệnh nhân ạ? Còn sau bao lâu thì mình phải bỏ đi Tốt ạ? nhất là trong vòng 6 giờ thì vẫn là hiệu quả nhất. Còn như tôi nói là đơn vị đấy vẫn sử dụng được trong vòng 24 giờ, vẫn sử dụng được trong vòng 24 giờ, nhưng mà nếu mà để hiệu quả, đang nói đến hiệu quả thì tốt nhất vẫn là dưới 6 giờ. Vẫn tốt nhất. Cho tôi hỏi các bạn một chút là trường hợp bệnh nhân xơ gan mà tỷ lệ proton bin khoảng tầm 50% với INA là 2 chẳng hạn, thì khi mà làm thủ thuật nhỏ thôi, ví dụ như bệnh nhân phải mở khí quản hay là phải chọc hút gì đó, thì các bạn có chỉ định truyền huyết tương cho bệnh nhân không? Em thưa cô, nếu mà bệnh nhân xơ gan mà bệnh nhân đang điều trị ổn định rồi, cái mức PT, APTT bệnh nhân lúc nào nó cũng kiểu nó cũng như thế, nó không có cái sự sụt giảm mà theo lịch sử xét nghiệm của bệnh nhân ấy, thì theo em nếu mà làm thủ thuật nhỏ vậy thì không cần truyền ạ. Dựa vào đâu bạn nói là không cần truyền? Thế nên bây giờ người ta bảo là thế này proton pin 50% là nguy cơ chảy máu. Thế thì dựa vào đâu mà mình nói là không cần truyền? Dạ vâng, vì như có một lần thì cô cũng giảng cho chúng em thì em được biết là với bệnh nhân xơ gan thì nó luôn có cái sự cân bằng động của các yếu tố đông máu và yếu tố tăng đông và giảm đông đấy ạ. À. Thì với bệnh nhân xơ gan nếu mà có sự nó giảm tổng hợp các yếu tố đông máu và đồng thời nó cũng có sự giảm cả tổng hợp các yếu tố như protein C và protein S ạ. Nên cái việc mà PT hay là APTT nó giảm nó chỉ thể hiện là nó giảm các yếu tố đông máu thôi ạ, chứ nó không thể hiện cái việc nó giảm cả protein C và protein S ạ. Nên là với những cái nên là nếu mà bệnh nhân đã đang ổn định rồi thì em nghĩ là không cần truyền ạ. Còn nếu mà bệnh nhân trong lịch sử mà mình thấy là bệnh nhân cái PT đông máu cơ bản nó bị rối loạn ấy ạ, hoặc là bệnh nhân đang phải chuẩn bị những cái phẫu thuật lớn ấy, thì lúc đấy lại cần phải dùng Rotem để mình quyết định xem là mình truyền như thế nào và truyền bao nhiêu, truyền giai đoạn nào. À, hoàn toàn chính xác ạ. Ở bệnh nhân xơ gan thì chúng ta chỉ khảo sát cái xét nghiệm đông máu cơ bản, cho nên chúng ta chỉ biết đến các yếu tố đông máu mà chúng ta không biết đến cái tình trạng yếu tố tăng đông. Cho nên là với những cái trường hợp đó thì nếu bệnh nhân không có dấu hiệu xuất huyết trên lâm sàng thì chúng ta sẽ không cần thiết phải truyền cho bệnh nhân trước khi làm những cái thủ thuật nhỏ. Bởi vì với những cái trường hợp mà người ta đã có dấu hiệu xuất huyết trên lâm sàng thì lúc đấy có nghĩa là yếu tố đông máu người ta không đủ, thực sự là không đủ, hoặc là cái yếu tố chống đông của người ta nó quá là nhiều so với yếu tố đông máu, thì lúc đấy chúng ta sẽ truyền cho bệnh nhân. Còn nếu trường hợp mà bệnh nhân hoàn toàn ổn định với lâm sàng mà chúng ta không có Rotem thì chúng ta cũng có thể dựa vào lâm sàng, chúng ta biết rằng là bệnh nhân này có thể sẽ không cần, hoàn toàn không có cái chảy máu gì với những cái thủ thuật nhỏ như thế. Còn nếu mà có Rotem thì đấy rõ ràng là nó là một cái chính xác hơn để cho chúng ta biết.
là chúng ta nên truyền gì cho bệnh nhân và lưu lượng bao nhiêu. Ở đây có một câu hỏi là chỉ định truyền huyết tương cho bệnh nhân trẻ em cần lưu ý vấn đề gì, có cần hạn chế không? Nhất là đối với bệnh nhân hemo trẻ dưới 5 tuổi khi không có thuốc vào tủ. Câu chuyện này rõ ràng là gì ạ? Câu chuyện này rõ ràng là cái huyết tương cho trẻ em thì nó sẽ rất dễ là có thể có gây ra, có những tích lũy dần và dẫn đến cái về sau có những cái phản ứng dị ứng sau này cho bệnh nhân, vì là trẻ em dùng rất là nhiều cái huyết tương của nhiều người khác nhau thì nó sẽ có các cái nguy cơ về HLA cho những cái bệnh nhân đó, cũng như là các cái protein lạ. Nên là tối đa cố gắng, cái này khi mà mình nói không có thuốc, không có tủ thì mình sẽ cố gắng làm thế nào để có, chứ không phải là mình phụ thuộc vào câu chuyện là chắc chắn là không có. Vì mình biết là hậu quả dần dần là các cháu nó sẽ phản ứng dần và về sau còn xuất hiện yếu kháng cái yếu tố đông máu nữa. Thế còn một cái câu hỏi khác là liều huyết tương tươi dầu tiểu cầu và tốc độ truyền, thì thực ra với liều huyết tương tươi dầu tiểu cầu nó vẫn tính như liều huyết tương thông thường là 10ml trên 1kg cân nặng trẻ. Thì cái đấy là các bạn lưu ý là với trẻ em chúng ta không truyền khối lượng nhiều. Nhưng mà thực sự là sẽ khó cho các bạn ấy, vì là cái đơn vị huyết tương dầu tiểu cầu ấy, các bạn sẽ phải căn và các bạn sẽ phải chia cho nó phù hợp với lại khối lượng của bệnh nhân. Huyết tương tươi có chống chỉ định không, đúng không? Cái việc chống chỉ định đây tôi đang chưa hiểu ý bạn. Tôi đang chưa hiểu ý bạn. Ví dụ nhé, bây giờ bệnh nhân bị mất máu cấp do đa chấn thương thì người ta có chỉ định truyền khối hồng cầu và người ta có chỉ định truyền huyết tương để bù lại các yếu tố đông máu bị mất. Thế thì cái mà ý bạn nói là đang chống chỉ định thì tôi đang chưa hiểu ý bạn là cái gì. Cái này nó không rõ trong câu hỏi. Đúng ra là này, nếu bệnh nhân cần thì chúng ta truyền, còn không cần chúng ta không truyền. Chứ còn nếu nói là bệnh nhân này chống chỉ định truyền huyết tương thì chỉ trừ khi trường hợp bệnh nhân ghi rõ là có dị ứng nặng và phản ứng với huyết tương. Chứ còn tất cả các trường hợp khác thì không có chống chỉ định, nhưng chúng ta không lạm dụng. Cô cho em hỏi, với đối với những bệnh nhân mà suy tim trên nền bệnh nhân suy kiệt albumin giảm ấy, thì ta mà không có chế phẩm albumin truyền thì ta có nên truyền huyết tương cho bệnh nhân không ạ? Có thể truyền huyết tương với điều kiện bạn truyền chậm. Tức là lúc đấy đích truyền huyết tương là lấy cái albumin chứ không phải là yếu tố đông máu nữa. Dạ. Truyền chậm cho bệnh nhân. Thì cái này thì lại không có yêu cầu truyền nhanh ạ. Dạ, dạ. Cảm ơn cô ạ. Chỉ định truyền tiểu cầu trên trẻ em. Suy giảm tiểu cầu khác thì người lớn. Cái này người ta sẽ tính theo cân nặng bạn ạ. Nó khác ở chỗ đó. Tức là cái đơn vị đấy nó tính thể tích, tính theo cân nặng. Còn ở người lớn thì người ta tính theo đơn vị chung và không có tính theo cân nặng. Còn cái câu hỏi về truyền cho trẻ em dưới 5 tuổi thì tôi nói rồi, đánh giá nguy cơ chảy máu cũng như là lợi ích của bệnh nhân và hạn chế tối đa chuyện truyền nếu như mà nguy cơ chảy máu không nhiều. Thưa cô, cho em hỏi là cái tiêu chuẩn để mình khoảng cái mốc ấy, để mình biết là bệnh nhân truyền máu khối lượng lớn là khoảng bao nhiêu đơn vị hay bao nhiêu ml trên kg ạ, để mình truyền khối hồng cầu với huyết tương theo cái tỷ lệ mà cô có nói nãy ạ? Tức là bạn hỏi người lớn hay trẻ em ạ? Cả người lớn và trẻ em, vì em đang thực hành ở bệnh viện sản nhi ạ. À, người lớn thì với sản phụ thì mất trên 1000ml máu thì lúc đấy được gọi là mất máu khối lượng lớn. Ở sản phụ là như vậy ạ. Thế còn nhi thì người ta phải tính theo thể tích so với cân nặng của bệnh nhân. Mà chúng ta biết là ví dụ như thể tích máu của một bệnh nhi nó khoảng tầm 80ml trên 1kg cân nặng, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải tính theo cái lượng đấy để mình biết là bệnh nhân mất gần này là so với bệnh nhân là có mất nhiều hay không. Và mất từ trên 20% trở lên là đã bắt đầu có ảnh hưởng đến bệnh nhân rồi. Ở sản nhi thì các bạn cố gắng, nếu mà dùng được Rotem là tốt nhất ấy, thì cái chỉ định truyền cho bệnh nhân là chuẩn nhất. Mình định lượng được luôn xem chính xác là bao nhiêu ml truyền cho bệnh nhân. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Trần Bích My đã chia sẻ bài giảng liên quan đến sử dụng chế phẩm huyết tương trong lâm sàng. Rất cảm ơn cô, xin phép là hẹn cô trong những dịp bài giảng tiếp theo.